Dạ, Thái xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Thái xin kính chúc với ông bà, cô chú, anh chị cùng các bạn thật nhiều sức khỏe. Hiện Thái đang có mặt tại tổ chính ấp 8, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì cái chỗ này là gia đình của Lộc Tiên. Bạn con dừa mình hôm trước đã có lên một clip rồi, là hỗ trợ cho gia đình hai đứa em là Lộc với Tiên, là có ba đứa con. Thì đứa đầu tiên thì bị là câm điếc, đứa thứ hai thì bại não, mà đặc biệt nữa đứa con thứ ba đó cô chú anh chị, khi mình mới vô đó, mình nhìn đứa bé rất là đẹp, rất là dễ thương, nhưng mà có cái triệu chứng là giống chị mình nữa, là bị động kinh. Là cái triệu chứng đó thì gia đình rất là khổ sở. Thì ba đứa đều là bị như vậy hết, thì cho nên là hai vợ chồng thì lúc nào là cũng dành thời gian là để chăm sóc con. Thì nếu như mà vợ đi làm thì chồng phải ở nhà chăm sóc con, mà chồng đi làm thì vợ phải chăm sóc con. Đôi khi cả hai vợ chồng mà hai đứa bị giật một lượt thì cũng chăm sóc không xuể luôn cô chú anh chị, cho nên là rất tội nghiệp. Cho nên là bạn con dừa mình đã đến quê của em Tuyên luôn, là để là hỗ trợ một cái nhà. Thì theo là bạn ấy là quyết định là sẽ hỗ trợ cái nhà cấp 4, là ngang là 4m, chạy dài là 12m, để cho vợ chồng Tuyên. Thì lúc trước thì vợ chồng Lộc với Tiên thì hai em là ở trên Sài Gòn, ngày đêm mai đó thì ở trọ. Khi cái tình hình dịch làm không được thì em về đây. Là cái đất của ông và vợ của Lộc, tất nhiên là đất của cha ruột Tiên đã cho ở đây, thì hai đứa em cắt cái nhà là để ở tạm. Thì chờ cho đến là hết dịch thì bạn Khương vừa đến. Thì hôm trước thì bạn Khương vừa mình đã có đến rồi, cũng đã có thỏa thuận với mình rồi, là quyết định cắt cái nhà này cho em, là bề ngang 4, chạy dài 12, chắc có lẽ là chi phí là khoảng là 200 triệu cái nhà cấp 4. Thì hôm nay mình mời quý vị và các bạn cùng đi vô nhà với mình để xem coi cái nền đất như thế nào, đặng là mình chuẩn bị là động thổ xây nhà cho Lộc với Tiên nghe cô chú anh chị. Nó thì trước tiên thì mình sẽ vô thăm gia đình trước. Thì hôm nay đi là có là bạn Việt của mình, cái đó là chú Sáu Kháng, là người làm từ thiện, là nấu cơm ở trên trại cơm miễn phí cho Phú cô chú anh chị. Nó thì bây giờ là bắt đầu là chú Sáu Kháng với bạn Việt của mình là sẽ đo cái nền nhà này coi nó như thế nào, rồi nó có đủ cái diện tích hay không, để là chuẩn bị là động thổ đặng cắt cho hai em. Thì đây là Lộc nghe cô chú anh chị. Đó, đây là Lộc. Rồi đây là vợ của Lộc là Tuyên. Thì bắt đầu là hôm nay đi thì cũng nhờ có chú Sáu cũng biết, tất nhiên là chú Sáu sẽ vẽ lập lăng luôn cái nhà, rồi có thể là mình tính ra coi là nó khoảng là chi phí nó khoảng là bao nhiêu, là để mình thực hành, là mà bắt đầu là có lẽ là qua Tết mình sẽ tiến hành là cắt nhà nghe cô chú anh chị. Đó, thì trước tiên thì cho anh xin phép anh vô anh thăm ba đứa bé nha. Thì ba đứa bé thì đứa đầu tiên này là đây là Tiên nè hai cô chú anh chị. Rồi em cho phép anh nắng cái này cái nha. Đây là Tiên, thì đứa con này là đứa con lớn của mình đó hai em. Cháu tên gì vậy? Cháu tên Toàn. Là cháu bị cái gì vậy em? Câm điếc luôn. Dạ, còn đứa thứ hai của mình. Dạ, đứa hai em tên là Trâm Anh. Trâm Anh. Bại não. Còn đây là đứa thứ ba. Đứa thứ ba tên gì em? Dạ, tên Nhi. Nhi ha. Lúc nãy cô chú anh chị mình đi vô đây mình nhìn đứa thứ ba rất là đẹp, rất là dễ thương. Thì hôm trước có mình cũng có xem clip của bạn con dừa, là thấy là lúc đó con dừa vừa đến thì cháu nó bị giật luôn hả em? Thì cũng rất là tội nghiệp. Thì hiện giờ thì gia đình em thì che đỡ cái mái như vậy đây nên ở đó. Thì bạn con dừa mình thì cũng có bàn qua với mình rồi, là quyết định là sẽ cắt cái nhà cho em, là chiều ngang 4m, chiều dài 12m, thì tổng diện tích là nó là 48m2. Thì em cho phép vô thăm nhà nha. Thì bây giờ cái nhà mình ở đây là mình về đây hồi nào? Dạ, về được mấy tháng rồi. Mấy tháng. Em về đây được mấy tháng? Hả? Cũng gần được năm rồi ha. Dạ, cũng gần được. Cũng trước dịch cũng gần năm rồi.
Mấy cái cao su thiết này là mình về mình mua mình che hay là người ta mình mua mình che ha. Đây là đất đất nền nhà này là đất của cha ruột mình luôn. Dạ. Em đi vô đây với anh nè. Đây. Ở nhà mình là không có cái gì hết hoàn toàn vậy đó ha em. Hồi lúc mà hai vợ chồng mình đi làm công ty ở trên Sài Gòn, hai chồng mình có mua sắm gì không? Mà sao về đây không có gì hết trơn vậy? Dạ không có gì, còn cái này là người ta cho không? À, toàn bộ là người ta cho hết đó ha. À, trong đây là cái nhà bếp của mình, nhà vệ sinh luôn. Dạ thì cái nhà che cao su không nha cô chú anh chị. À, thì bây giờ mình với bạn Việt mình sẽ bắt đầu là tiến hành đo, là để là lựa một ngày tốt nào đó qua Tết thì mình sẽ đến động thổ, sẽ chuẩn bị là làm nhà cho em. Cái này là cảm ơn mạnh thùng quân của bạn Khương Dừa anh chứ không phải là cảm ơn anh. Dạ. Nó thì ba đứa bé rất là tội nha cô chú chị, là ba đứa hoàn toàn không có biết nói chuyện gì hết đó hai em. Thì gia đình anh đi thì có ba đứa con, thì ba đứa vô cùng học giỏi, đứa nào cũng học giỏi hết. Còn đến mà gia đình em Tiên với em Lộc thì quá buồn luôn cô chú anh chị ơi, thì gặp cái hoàn cảnh được người anh trai lớn thì không nói chuyện gì hết, đặc biệt là đứa nhỏ nhất rất là dễ thương, nhưng mà hiện giờ là nó có triệu chứng giống chị nó ha em. Nó coi giật rồi nó đập đầu luôn. Ba đứa. Lúc đầu mình sanh một đứa rồi xong mình thấy mình không ngưng mà mình tại sanh tiếp hai đứa nữa em. Lúc đầu là em sanh mấy người con biết thì em cũng muốn đẻ thêm một đứa nó lành lặn để sau này lo cho anh đồ. Sau này con biết sau này lỡ như tụi em có chuyện gì thì không ai lo cho anh nó. Mới sanh thêm mấy đó. Sanh mấy đó em vẫn đi khám bình thường, người ta nói bình thường mà. Chín tháng mấy nó phát bệnh thôi. Tất nhiên là sinh ra 9 tháng mấy hay là còn trong bụng 9 tháng mấy? Con bé này thì nó cứ lắc cái đầu này nè, anh mới đi khám 9 tháng mấy em mới đi khám. 9 tháng mấy ha. Quá tội cô chú anh chị ơi, nhìn ba đứa nhỏ. Ui, kêu biết không Nhi ơi? Nhi à? Nhi ơi? Không biết gì luôn á ha. Nhi ơi? Đây nè con. Nhi à. Dễ thương thấy ghê luôn mà thiệt tình nó bệnh. Tội nghiệp con nhỏ. Ngồi đi. Đứng vậy. Cái này là người ta cho hay là gì? Dạ người ta cho. Cái anh khoan giếng anh xuống mới cho hôm kia. Cái tối. Vì giường của anh sao em không biết. Mà anh khoan giếng cho anh xuống ngay mình không có cái giường. Người ta cho luôn cái giường luôn. Dạ. Cho hồi tối. Có hình kia chứ người tới này. Rồi hay được cái tin là chuẩn bị xuống các nhà mừng không? Mừng hả? Ngủ không được. Ngủ không được luôn. Rồi ông đó ổng. Ổng coi hình không có. Ổng nghe không được, ổng mà ổng coi ổng có hình ha. Ổng mà ổng ghiền không? Ghiền coi bằng mắt không, không có tiếng mà cũng ghiền đó ha. Trời ơi. Mà công nhận sao mà ngộ thiệt trời. Ba đứa. Cái đứa hút quá im mà sao kỳ không biết. Em cũng đi khám khuyết tật hoàng luôn. Thôi mai mốt còn chấp nhận chỗ bận đi, hai vợ chồng đừng có sinh nữa nha. Dạ. Cái kế hoạch cái đó là em đi lấy luôn rồi, là không có rồi. Nhưng mà tội dữ không biết nữa, ba đứa một lượt. Bé đó em lúc đầu là em kế hoạch rồi mà em có bầu nữa mà em té xe nữa mà vẫn còn nãy là không. Tại nó thích ở nhà rồi, thích mình rồi. Em té xe luôn, em té cắm đầu luôn á, mà cái bụng nằm xuống luôn mà không sao hết. Ba đứa mình sinh hết đó ha. Con bé sao em sinh khó. Sinh khó hả? Sinh khó mổ hay gì? Không có sinh mổ mà kiểu như là nó không có chịu ra.
thử người đó, bây giờ là chết rồi đó, là nhắm mắt không luôn. Sinh đấy sao quá ha. Tại giờ em cái máu thì cái máu em cũng em bị chất độc màu cam mới sinh. Em bị nhiễm chất độc màu da cam. Vậy là mình đi khám là bác sĩ nói là mình bị nhiễm chất độc màu da cam. Lúc đứa đầu mình có biết là mình bị nhiễm chất độc màu da cam chưa? Đứa thứ hai còn không biết. Đứa thứ hai cũng không biết luôn. Đứa thứ ba người ta mới đi khảo sát rồi mới biết. Khám chân chị đó luôn. Đi khám tới 7 tháng rồi mà mấy tháng sau là em không có tiền đó, em mới đi khám được. Chồng mình á, thường ngày á, là nếu như mà chưa gặp mình á, chồng mình làm nghề gì? À, đóng lao phòng. Đi theo thôi, đi theo phụ thôi chứ không phải. Ai mới gì làm đó, đi thợ, rồi lúc trước mình chưa có chồng mình làm nghề gì? Chưa chồng còn đi học. Còn đi học, đi học mẹ bắt gã luôn. Đang học. Xong rồi cái nghỉ xong đi phụ nấu cơm. Xong rồi cái không làm nữa mới cái đi về. Về xong rồi mới chị mới bị tai nạn đó. Chị bị tai nạn rồi xuống dưới gặp luôn. Nói chung ra thì cũng duyên số chứ đâu mà có dễ được như vậy. Hai vợ chồng nói chung ra cũng hèn ngay, cô chú anh chị cũng xứng lắm. Nhưng mà do là em gái là trong máu có chất độc màu da cam thì mới phát hiện sau này. Còn như nếu như mà từ lúc ban đầu chắc là em cũng không dám để sinh đâu ha. Thì hôm nay là mình đến để là mình coi là để cắt cái nhà cho vợ chồng em là Lộc với Tiên. Cái này là Tiên, kia là Lộc. Tên cũng đẹp mà người cũng đẹp. Nhưng mà mình không được mai phước gì mấy. Có các con là các con đều bị tật hết. Cho nên là bạn cô vừa mình mới là tìm đến tới đây luôn đó cô chú anh chị. Rồi lúc trước rồi sao mà em gặp được Khương Dừa? Là kiểu như em làm công ty. Rồi thấy cái gì em bệnh rồi em dẫn anh thấy em ra nữa. Cái bữa đó là em đi làm về. Cái ông thấy em nó mới 9 tháng Nó giật rồi tay chân em bụng 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 giật cái chân chị nó luôn. Tay chân em bụng bụng hết trơn. Là mình biết nữa rồi đó hả? Dạ em đi làm công ty. Em làm. Cái thì em làm mà em em khóc. Cái mấy chị mới kêu vậy thì giấy lên công đoàn. Lên công đoàn để công đoàn hỗ trợ cho em. Thì em mới viết lên công đoàn quyên góp chung công ty em á. Trời, cái bà chị ở trên văn phòng là chồng của chị làm bên YouTube anh Hùng á, là anh Hùng TV á. Rồi mới kêu hỏi em á là ba đứa bệnh như thế nào, để anh xuống anh quen anh kêu mạnh thường quân giúp đỡ. Thì anh xuống thấy như vậy xong rồi anh mới quen cái anh Sang Lý bên của YouTube luôn. Thì anh Sang Lý mới nghe anh Khương mới giới thiệu anh Khương nói là hoàn cảnh này con em ba đứa như vậy á khó khăn quá, lại ngày bệnh đau tới ngày không có tiền bạc. Thì anh Sang Lý mới giới thiệu anh Khương, thì anh Khương nó để anh Khương xuống rồi ba bữa sau là anh Khương xuống luôn. Thôi nếu như vậy thì cái phần phước mình đã vậy rồi, thì bây giờ vợ chồng mình cố gắng làm để là nuôi ba đứa nhỏ ha. Thì bây giờ mình hết lòng vì con mình đi thì tới đâu hay tới đó. Thì nếu như mà vợ chồng mình thực sự làm ăn thì bà con thì các cô chú mạnh thường quân chắc có lẽ cũng thương vợ chồng mình, sẽ giúp đỡ cho vợ chồng mình nha. Chứ bây giờ như hai vợ chồng em mà bây giờ nếu như mà đi cũng không được, đi làm cũng không được, khổ là càng thêm khổ. Đi làm một đứa chắc cũng không được đâu. Dạ, tại nó giật lực lực hai đứa, con đêm nó giật nữa. Con đêm phải canh nữa. Cỡ này nó giật nhiều dữ vậy đó hả? Một đêm nó giật, hai đứa giật một lượt. Dạ. Con này cũng 2-3 giờ sáng, có khi 12 giờ, còn con kia thì 9 giờ, 12 giờ, 3 giờ, 4 giờ sáng. Trời ơi. Ngày nào nó đêm giật 3-4 lần vậy đó hả?
Vậy sao chịu nổi trời. Nó giật chứ mà nó nghiến răng nó nghiến hết rồi. Hồi lúc đó là ở trên Sài Gòn là nó giật nhiều vậy không? Nó giật ít hơn, giờ con có con này là giật nhiều hơn con đó. Mà về đây là con đó nó giật nhiều hơn. À, là mình đi làm còn chồng mình thì trông con tối ngày vậy. Thôi. Con vậy. Rồi em để bé tao ra xong anh Cương xuống thì anh Cương mới kêu là nghỉ đi rồi anh cắt nhà với giúp đỡ cho tụi em làm ăn á. À. Thì bây giờ mình chuẩn bị rằng là mình đi đo những cái phần còn lại của nhà nha cô chú anh chị. Thì cái nền nhà này của em là bề ngang là bao nhiêu mét? Dài là 25 mét. Nhưng mà mình theo cái ý định của bạn Phương vừa là bề ngang, cắt bề ngang chỉ có 4 mét thôi, thì dài 12 mét. Thì mình ăn gian ra một xíu là mình sẽ cắt cho lọc dưới tiên là lọt lòng 12 mét luôn. Còn cái kết ở ngoài trước là 2,5 mét là tính riêng nha cô chú anh chị. Tại vì nếu như mà mình cảm thấy mà 12 mét mà tính luôn cái kết luôn đó thì nó rất là nhỏ. Cho nên là mình làm lọt lòng. Mình đang chuẩn bị là vẽ cái lập lăng nhà nha cô chú anh chị. Thì mình với bạn Việt mình bây giờ sẽ ra đo thử coi nó như thế nào. Thì mình cắt là em lọc ra đây em. À, mình cắt bây giờ cái nhà mình là nó bằng với cái nhà bên bển ha. À, bằng lấy cốt bằng lấy cốt bằng bên bển luôn ha. Vậy coi. À, nếu như mà 4 mét thì mình lấy là từ cái khúc này ra, từ cái chỗ cái cây này ra. À, lôi qua bên bển là 4 mét. À, 4 mét vậy là cái nền nhà mình còn dư lắm đó em. À, qua bên hai còn qua bên bển là 8 tấc nữa ha. Rồi chiều dài. Chiều dài ở dưới đó là lấy đúng đất của mình ra hết cốt luôn rồi đó ha. À. Cái thước kéo không ra hết rồi hả? À, đây. À, đây là 12 mét. Cái đó 5 mét hay là 7 mét? 5 mét là mới có 10 mét hả? Bây giờ cái nhà lọt lòng 12 mét. Cái kết rồi, cái kết ở ngoài cho nó ra 2 mét 5 nữa là 14 mét 5. Ừ, lọt lòng, tại vì lọt lòng mới được. Không, tất nhiên là vậy nè. Từ cái đầu đó xuống tới đầu này là lọt lòng trong nhà là 12 mét. Cái kết ở ngoài đưa cái kết ra thôi, 2 mét 5. Ừ, là 14 mét 5. Ừ. À. Vậy là từ đây ra tới đây là 12 mét 5 là nó bằng cái nhà này luôn. À, vậy là nó bằng cái nhà đó luôn. 12 mét. À, vậy là cái nhà này là 12 mét. Cái này 12 thước, từ trước 2 thước mấy nữa, 14 mét mét á. À. Cái lọt lòng tính cái lọt lòng à. Dạ. Tại vì cái kết ngoài trước á thì mình chỉ là giật ra rồi mình lót gạch ra cho em 2 mét 5 thôi. Rồi mình che cái kết thôi. Chú Sáu tính sao? Chú tính sao chú Sáu? Con quay luôn coi coi ta chịu không? Bây giờ cái bên này là cái hàng ba mình 2,5 nè. À, 2,5. Phòng khách 4. Dạ. Phòng ngủ 4. Đúng bếp rồi. 4. Bếp 4. Trong là... trong nhà bếp này nó có luôn cái nhà vệ sinh luôn. Nhà vệ sinh. À. Ha. Rồi. Tổng cộng mình là 14,5 mét. Dạ. Luôn cả hàng ba. Dạ, luôn cả hàng ba. À, đúng cái rồi. Cái này là chỉ nha. Là chỉ là mình chỉ làm một phòng thôi nha em. Dạ, một phòng. À, một phòng, một phòng với cái sảnh à, với cái nhà khách. Rồi, vậy là cái này là ok, mình quyết định vậy đi. Ha. Dạ. Dạ, thì cái này á, thì bạn Khương là tính là lọt lòng chỉ 12 mét thôi. Nhưng mà mình thấy cái kết nó nông ra nó không có bao nhiêu. Cho nên mình nông cái kết ra. Cái kết mình chỉ là che cái máy rồi mình đâm ra thôi. Dạ. Rồi, đâm ra thôi chứ mình cũng... À, mình khỏi đổ máy luôn. Khỏi, đâm ra nè. À, đâm kết ra luôn. Đâm kết có cái cột ra. À, đâm kết có cái cột ra luôn. Cái này là nhà vệ sinh nó nằm trong này ha. Dạ. Này nhà vệ sinh.
Rồi. Nhà vệ sinh nằm trong cái bốn cái bếp. Rồi, như vậy là ok. Thì hôm nay đi có chú Sáu theo cô chú anh chị. Rồi chú Sáu cũng góp ý kiến vô, cho nên là mọi chuyện nó cũng rất là thuận lợi. Thêm bạn Việt mình bán vật liệu xây dựng nữa thì bạn cũng biết một số về vật liệu xây dựng nữa, giá cả rồi cần cái gì là để cho nó phù hợp cái nhà mình đó. Bây giờ vậy. Kêu chú Việt á, em nó không có gành. Dạ. Chú Việt lại chỗ bán vật tư đó. Dạ. Cái giá vật tư hết đi. Dạ. Rồi mình về mình tính hết coi cái nhà này là bao nhiêu rồi nữa. Rồi. Rồi ok, như vậy dạ. Là mình sẽ một chút nữa mình sẽ lỡ cái chỗ vật tư. Dạ. Dạ. Mình sẽ hỏi giá luôn. Dạ. Ha. Rồi bây giờ mình cái này mình nhờ bạn Việt là tính gạch tính sắt luôn đi. Dạ. Rồi vậy ha. Rồi. Đó, thì bây giờ 4m rưỡi đó, thấy được không Việt? Cho cao cao chút đi, chỗ này bị nắng dữ lắm. Rồi chiều cao 4m5 là ok rồi. Rồi anh em mình thì cái nền nhà mình ở đây, còn ở ngoài sau này một khúc là mình nuôi dê luôn ha. Dạ. À. Cái này là mít nhà của mình hay sao? Dạ, mít người ta cho ăn. Mít người ta cho rồi. Dạ. mình chặt để là mình dạ. Cho dê ăn. Dạ. Rồi mình nuôi được bao nhiêu con dê em? Dạ, em nuôi được 10 con, nhưng mà từ nhỏ em gửi cho ông già hết mấy con, à. Mốt làm nhà thôi, em dỡ cái đó xuống á. À. Em nói cái chuồng động ra thêm nữa cũng mới đem dê gì hết được. À. Tại vì ở đây nó chặt cỡ quá chứ mít đồ qua đây lấy nè. À. Giờ nước cạn vậy lấy, lúc nước lớn khó lấy lắm. À. Cái kinh tế chính của mình là nuôi dê thôi. Dạ, nuôi dê với hai con bò trong nhà, ống đó, bò lớn, bò nhỏ. À, mình bây giờ là mình về đây mình chăn nuôi toàn bộ hết. Dạ. À, vậy là tích góp vốn là được, là mình nuôi dê, nuôi bò hả em? Dạ, cái này khoảng tiền lúc Mạnh Thường Quân với anh Phương gửi dặn là mua dê. À. Sau này chăn nuôi có thu nhập với mấy cháu. À. Vậy là hoàn toàn cũng là Mạnh Thường Quân của bạn Khương Dừa đã hỗ trợ cho em ha. Dạ, như vậy cũng rất mừng cô chú anh chị. Chứ rồi cái hoàn cảnh của em Lộc này với em Tiên thì mình thấy không có khả quan được cô chú anh chị. Khổ là càng thêm khổ. À, ba đứa con thì một đứa lớn thì là bị bệnh câm, điếc. Đứa thứ hai là bại não, còn đứa thứ ba bây giờ là nó cũng có dấu hiệu giống chị nó nữa anh. Dạ, em. Dạ. Ờ thì rất là tội nghiệp. Rồi mình có định hướng gì về sau không? Giờ đi biết giờ gắn chăn nuôi lo cho mấy cháu thôi chứ giờ cũng hai chồng cũng không biết tính làm sao. Tại vì cháu nó vậy á. À. Đi làm một người đi cũng không được, đi về cháu hay dược hay bệnh. À. Cái đi làm gì cái cháu bệnh phải chở cháu đi, đâu có làm ổn định chỗ nào đâu. À. Đó, vậy nói thôi giờ anh Phương anh cũng bàn cái kế sách vậy, cũng như là anh nuôi bò nuôi dê đi. Dạ. Để đó mốt có tá ra nuôi có để đó mốt cháu rồi nó có bị bệnh gì mình có đường mình lo. Dạ. Hai vợ chồng thì tuy mình mới lên nghe cô chú anh chị thấy rất là hiền, nhưng mà cái phần phước sao không biết, có ba đứa con thì nó đều bệnh gì hết. Rồi con mình bỏ đâu bây giờ thì cũng giá nào cũng phải cố gắng nuôi con. Gán làm để là chăm lo cho con. Thì nói chung ra mình đặt lòng, mình hiền, mình có phần có phước thì sẽ được bà con chung tay giúp đỡ cho mình cùng với gia đình mình. Thì hôm nay thì anh lên để là xem xét trước cái nền nhà của em, rồi anh sẽ đến vật liệu xây dựng, rồi anh sẽ coi vật liệu xây dựng nó như thế nào. Nếu như là phù hợp thì anh sẽ tiến hành là qua Tết thì anh sẽ làm. Nếu như mà thợ ở đây nó phù hợp nữa thì anh sẽ để thợ ở đây làm luôn, anh không cần là phải kêu thợ ở dưới anh lên. Mà có thể mà em hồi nào tới giờ có làm hậu không? Có ha. Có, mà nếu như mà em có thể em biết được thì anh có thể là anh giao hết cho em luôn. Giao cho em để em coi em quản lý, tại vì cái đồng tiền đó của bạn của Mạnh Thùng Quân cho mình thì mới đem quản lý thì đỡ ra được chút nào ha, đỡ ra được một phần nào. Thì cái đồng tiền đó sau này bạn Khương Dừa cũng sẽ là có lẽ là cũng là mua sắm đồ vật dụng trong gia đình cho em ha. Cho nên là khi mà thợ ở đây người ta làm mình cũng coi ha, mình cũng coi, mình cũng quản lý cũng như là của mình vậy. Nhưng mà thì phải có như là có anh lên đặng là anh coi cái nào được thì anh để, còn cái nào mà không được thì anh sẽ bắt làm lại, phải cho nó đúng, cho nó đẹp. Tại vì cái nhà này là những cái phần tiền của Mạnh Thường Quân, mình làm sao mà coi phải cho nó đẹp ha. Dạ. Mới được. Nó đẹp mà phải chất lượng cho vợ chồng em ở dài 30 năm gì đó.
cho mấy đứa nhỏ sau này nó có cái chỗ đừng nó là ở cho nó ấm cúng nha. Chứ không phải là như là mình làm sòn sòn một vài bữa thì không có được, tại vì cái nhà cấp 4 này cũng đổ vô một số tiền cũng lớn đó chứ không phải giỡn đâu, cũng 200 triệu đó cô chú anh chị đó. Thì bây giờ anh em mình là đã đo đã quyết định rồi nghe cô chú anh chị. Tất nhiên là mình sẽ lọt lòng là 12 mét là từ đây đến tới ngoài trước đó, còn mình sẽ thêm một cái sảnh cho em là 2.5 mét nữa, tất nhiên là nó ra 14.5 mét. Ở đây mình nếu mà cái chi phí đội lên cao lắm, thí dụ như mà mình nói một câu thầm là nó bây giờ đấy, thí dụ như mà 14.5 mét không được thì mình còn 12.5 mét. Rồi ok, cái đó là ok. Mình liệu lượng cái chi phí tại vì theo bạn Việt lo như vậy cũng đúng nha cô chú anh chị, tại vì mình sẽ tính là cái nhà của em mình sẽ là làm lọt lòng trước tiên, là nó là 12 mét là lọt lòng trong nhà là mình sử dụng được hết ha. Rồi cái phần ra ngoài trước này á, nó là có thể là 2.5 mét này thì nó cũng không có bao nhiêu, tại vì mình ghi nếu như mà cần thiết là mình ra 2.5 mét này mình sẽ không để cột luôn, mình sẽ đưa hai cái chống nạnh ra vậy là ok ha. Còn nếu như dư á, thì mình sẽ làm cột, còn nếu như không dư thì mình sẽ tạo chống nạnh ra nó, tại vì á, cái nhà nếu như mà 12 mét trọn lõn đó, mà nó nằm ở trong mà nó đưa ra cái kết này thêm 2.5 mét nữa thì cái nhà nó còn rất là nhỏ, còn chưa được 10 mét nữa, tám mấy mấy 9 mét à ha. Có quá nữa mình đưa hai cái chống nạnh ra nó cũng không có bao nhiêu. Đưa hai cái chống nạnh ra là được rồi. Tất nhiên là ngoài trước ngoài sau đều nó đều mát hết. Trước tiên để về tính cho cái nhà này tổng kinh phí là bao nhiêu. Rồi thì trước gặp thợ hồ coi nó ăn 1 mét vuông là nhiêu. Rồi thì trước tiên á thì mình sẽ về mình tính ra gạch sắt với công thợ hồ trước nha cô chú anh chị, vật liệu trước với công thợ hồ. Rồi sau đó rồi mình sẽ báo cáo lại một lần nữa với bạn khu vườn mình. Nếu như mà nó có trên lệch á thì trên lệch chút đỉnh á thì chắc có lẽ bạn khu vườn mình sẽ bù sẽ làm được. Còn nếu như trên lệch cao quá thì mình sẽ rút ngắn bớt lại. Dạ. Nói chung ra là tiên với lộc này cũng có phần có phước, cho nên là bạn Khương vừa mình là đến là giúp đỡ là cũng lần này là hình như là ấy đến 3 lần rồi phải không em? Dạ. Trước Tết là trước dịch là 2 lần. Rồi đến bây giờ thêm 1 lần nữa là 3 lần. Thì bạn mình thì đi tới đâu làm thì mình sẽ nhận trách nhiệm là theo xem xét và mình sẽ kết hợp làm đến đó cô chú anh chị. Cho bạn mình nó đỡ gánh vác một phần nào đó, chẳng hạn như là những cái hoàn cảnh mà đúng cái trường hợp thì bạn ấy lo thì mình sẽ là kết hợp với bạn ấy làm, bạn lo cho bà con đó. Thì được như vậy cũng rất là mừng rồi. Thì quyết định như vậy nha em. Rồi anh thì bây giờ chắc có lẽ là anh cùng với mấy chú sẽ về, rồi sẽ tính rồi báo với bạn con vừa. Rồi qua Tết rồi anh sẽ quyết định là một ngày nào đó mình sẽ lên mình sẽ làm. Rồi thì anh sẽ về. Thì một lần nữa thì cũng cảm ơn là mạnh thường quân của bạn Khương Dừa đã giúp đỡ cho hai vợ chồng là em Lộc với em Tiên. Thì anh cũng chúc em và gia đình ăn Tết vui vẻ nha. Chúc mạnh thường quân năm mới ăn Tết vui vẻ với bà con, Tết vui vẻ trong một bàn nước. Dạ, rồi cảm ơn bà con. Thì hôm nay thì mình đến đây để là mình xem xét rồi mình đo những cái phần đất của gia đình nha cô chú anh chị, coi nó có đủ, nó có khó khăn gì không. Thì thật sự bây giờ thì quá ok rồi, chỉ còn là dựng nhà lên nữa là xong. Thì video mình đến đây cũng xin phép được kết thúc nha cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào một video tiếp theo nha. Xin chào. Bây giờ mình gom